Thế giới 24 giờ qua. Tổng thống Trump nhập viện vì Covid-19. Mỹ lộ điểm yếu trong chính sách ngoại giao. New York đóng cửa hơn 300 trường học, cấm dịch vụ ăn uống tại khu vực nhiều ca nhiễm Covid-19. Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc là tin tốt với các nước láng giềng châu Á. Nếu ông Trump buộc phải đứng sang bên lề trong một khoảng thời gian nhất định, thì liệu sự vắng mặt của ông sẽ là có lợi hay bất lợi? Chính quyền xoay quanh Trump. Theo các nhà phân tích, sự bất ổn toàn cầu sau tin tức Tổng thống Donald Trump nhập viện do nhiễm Covid-19 cho thấy bất lợi của một chính quyền vốn xây dựng các mối quan hệ đối ngoại xung quanh tính cách của vị Tổng thống thay vì chính sách bài bản và hủy hoại thiện chí đã tích lũy suốt nhiều thập kỷ từ các đồng minh. Các đồng minh sẽ nghĩ rằng nếu nước Mỹ xử lý đại dịch kém đến mức để nó lọt vào phòng bầu dục thì họ sẽ nói gì nếu chúng ta cần sự hỗ trợ của lực lượng thủy quân lục chiến. Ông James Green, học giả tại Đại học Georgetown, đồng thời là cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định. Điều này cho thấy sự không đáng tin của nước Mỹ. Tôi không nghĩ sẽ có ai tự mãn về điều này, hay bạn đáng bị như vậy. Nhưng nó cho thấy phần hỗn loạn trong chính quyền này. Trong thời gian cầm quyền, Tổng thống Trump hay tránh xa các giao thức ngoại giao, cũng như lời khuyên của các chuyên gia và thường xuyên dựa vào bản năng. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi một số điều. Ông Trump viết trong cuốn sách The Art of the Deal, Nghệ thuật đàm phán. Một trong số đó là lắng nghe trực giác mách bảo, cho dù trên giấy tờ có vẻ ngon lành tới thế nào. Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống vẫn có thể làm việc trong bệnh viện. Tuy nhiên, nếu bệnh tình của ông trở nên xấu đi, các nhà phân tích cho rằng quá trình ra quyết định của chính phủ có thể sẽ bị ngưng lại. Hôm ngày 2 tháng 10, thị trường chứng khoán toàn cầu và giá dầu trượt dốc trong khi vàng tăng giá, khi tin ông Trump nhiễm SARS-CoV-2 lan truyền trong bối cảnh không ai biết chính xác thời điểm ông bị nhiễm bệnh và mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Các nghi vấn xung quanh sức khỏe và tình trạng của nhà lãnh đạo Mỹ làm dấy lên sự quan tâm ở mức độ toàn cầu, đặc biệt là khi tồn tại lo ngại về khả năng toàn bộ quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ dễ bị nhiễm Covid-19. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tìm cách trấn an các đồng minh và các tổ chức trong nước rằng chính sách đối ngoại của nước Mỹ sẽ vẫn nhất quán. Trong cuộc họp báo, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell khẳng định rằng Quốc hội Mỹ, các đồng minh của Mỹ và các quan chức trong chính quyền Mỹ vẫn duy trì sự nhất trí cơ bản về nhiều chính sách bất chấp những bất ổn. Tất cả chúng tôi nhìn chung đều có cùng quan điểm đối với các vấn đề chính trong khu vực, Stilwell nói. Điều mà chúng tôi muốn lấy lại, điều chúng tôi đã có trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát là một nền kinh tế có lợi cho mọi người. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ không tới Mông Cổ và Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á như kế hoạch ban đầu. Có lợi hay bất lợi? Cách tiếp cận không giống ai của ông Trump với vai trò lãnh đạo đã được thể hiện rõ ràng kể từ khi ông nhậm chức cách đây gần 4 năm. Trong hướng tiếp cận của chính quyền ông đối với Trung Quốc, Triều Tiên, cũng như các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Kể từ năm 2017, mối quan hệ Mỹ-Trung trong lĩnh vực thương mại, y tế, giáo dục, thị thực và hoạt động tình báo luôn gặp nhiều trắc trở. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã phát động một cuộc thương chiến làm chao đảo các thị trường và khiến phần lớn nền kinh tế toàn cầu chênh vênh khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới áp đặt các lệnh trừng phạt trị giá hàng chục tỷ đô la. Sự thờ ơ và thiếu tập trung của ông Trump trong một số lĩnh vực chính sách đã khiến cấp dưới của ông phải tự thúc đẩy và tạo ra chính sách. Nhiều yếu tố chủ chốt trong chính sách của chính quyền Trump không phải do bản thân tổng thống thúc đẩy, mà là do những cấp dưới mà ông bổ nhiệm. Russ Dorsey của Viện Brookings nói, một câu hỏi khác được đặt ra là nếu ông Trump buộc phải đứng sang một bên trong một khoảng thời gian bất kỳ, thì liệu sự vắng mặt của ông sẽ là có lợi hay bất lợi?
ông Trump đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed và dự kiến vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian bị cách ly. Trong trường hợp Tổng thống phải đứng bên lề vì nhiễm bệnh, dù chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể chứng kiến các phe phái khác nhau tại Nhà Trắng và nhiều cơ quan tranh giành quyền lực, trong khi tự thúc đẩy các chính sách riêng. Wendy Cutler, Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Xã hội Châu Á nhận định, số khác lại cho rằng một lịch trình ít bận rộn hơn có thể dẫn đến sự nhất quán hơn trong chính sách. New York đóng cửa hơn 300 trường học, cấm dịch vụ ăn uống tại khu vực nhiều ca nhiễm COVID-19. Cho đến gần đây, thành phố vẫn từng được coi là thành công trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Mùa xuân vừa rồi, tại New York đã có hơn 20.000 người chết vì COVID-19. Đã nhiều tuần nay, giới chức y tế công cộng Mỹ đã thể hiện tâm lý lo lắng về khả năng sẽ có đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai tại thành phố New York. Cho đến gần đây, thành phố vẫn từng được coi là thành công trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Mùa xuân vừa rồi, tại New York đã có hơn 20.000 người chết vì COVID-19. Theo báo cáo New York Times, thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, đã thông báo về biện pháp khẩn cấp. Ông nói rằng, ông có kế hoạch áp dụng các biện pháp hạn chế mới tại hơn 20 điểm nóng lây nhiễm COVID-19 tại Brooklyn và Queens. Kế hoạch áp dụng biện pháp hạn chế mới nhất có thể coi như bước lùi đáng thất vọng của thành phố New York, đồng thời nó cho thấy rằng sẽ còn có rất nhiều thách thức trong việc kiềm chế đại dịch. Trong tháng vừa qua, thành phố New York đã ghi nhận một số thành công trong đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền thành phố đã cho phép các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hoạt động, học sinh được đến trường. Tuy nhiên, thị trưởng New York sẽ đóng cửa tất cả các trường học, kể cả trường công và trường tư, tại 9 trong tổng số 146 tiểu khu vực thuộc New York. Ngoài ra, yêu cầu các hoạt động kinh doanh không cần thiết phải đóng cửa. Hoạt động ăn uống trong nhà và ngoài trời tại các điểm kinh doanh sẽ không được chấp nhận. 9 khu vực bị đóng cửa lần này có rất nhiều người Do Thái sinh sống. Virus lây lan mạnh trong nhóm cộng đồng người Do Thái tại đây. Giới chức y tế công cộng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người dân tuân thủ các hướng dẫn về đeo khẩu trang cũng như giãn cách xã hội. Trong các đợt xét nghiệm trên diện rộng gần đây, tỷ lệ nhiễm COVID-19 tính trên tổng số người xét nghiệm tại các khu vực này đều trên ngưỡng 3%. Có nơi, tỷ lệ lên đến 8%. Trái ngược với tỷ lệ lây nhiễm nói chung tại New York, ước tính 1,5%. Giới chức y tế công cộng không khỏi lo ngại COVID-19 sẽ lây nhiễm từ cộng đồng Do Thái sang các cộng đồng khác. Virus vì vậy sẽ lây lan khắp thành phố. Tại 11 khu vực khác, chính quyền thành phố New York sẽ vẫn cho phép trường học mở cửa, thế nhưng sẽ cấm không được ăn uống trong nhà. Tại các khu vực trên, có tỷ lệ khá lớn dân chúng không theo đạo Do Thái. Các biện pháp hạn chế mới có thể khiến cho căng thẳng giữa họ và nhóm Do Thái tăng cao. Ước tính sẽ có khoảng 200 trường tư và khoảng 100 trường công bị đóng cửa trong lần này. Các biện pháp hạn chế mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền thành phố mở lại 1.800 trường công. Các giáo viên và học sinh đã cố gắng chuẩn bị nhiều tháng cho đợt mở cửa trường học lần này. Giới chức y tế thành phố New York đang bắt đầu nói đến việc đóng cửa một số khu vực trong thành phố New York bởi các chỉ báo y tế ngày một xấu đi. Trong một tuyên bố vào ngày Chủ nhật, thị trưởng thành phố nhấn mạnh rằng việc đóng cửa trường học không phải có nguyên nhân từ các ổ dịch trong thành phố mà được thực hiện như biện pháp phòng vệ. Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc là tin tốt với các nước láng giềng châu Á. CNBC dẫn báo cáo của một công ty chuyên nghiên cứu thị trường cho biết rằng các nền kinh tế châu Á sẽ được hưởng lợi khi Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19. CNBC dẫn lời David Chow, chiến lược gia về thị trường toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Invesco, cho biết sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc sẽ có tác động tích cực tới các nền kinh tế xung quanh ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, ông Chow cho rằng những tác động lần này sẽ khó mà được như năm 2010, khi các gói kích thích tài khoá của Trung Quốc tác động mạnh tới các nền kinh tế châu Á khác. Thực tế, trọng tâm hiện nay vẫn là theo dõi xem
người tiêu dùng Trung Quốc có thể nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường hay không. Nhận xét của Chao được đưa ra sau khi các dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục mở rộng trong tháng 9. Tín hiệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hồi tháng 8, quốc gia này lần đầu ghi nhận doanh số bán lẻ tăng kể từ đầu năm, dù doanh số bán hàng trực tuyến trong các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm. Theo Invesco, xuất hiện những con số kỷ lục trong việc đặt chỗ ở các nhà hàng, cũng như số các hộ gia đình Trung Quốc đi du lịch trong những ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc. Chao cũng tiếp tục kỳ vọng chứng khoán Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn ở các thị trường phát triển, vì Bắc Kinh cho thấy sự phục hồi hình chữ V sau khi đại dịch Covid-19 quét qua. Đối với mối quan hệ Mỹ-Trung, Chao nhận định những căng thẳng có thể đã tạm lùi về phía sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải vật lộn chống lại virus corona khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ. Việc ông Trump nhiễm Covid-19 cũng có thể ảnh hưởng tới các cuộc tranh luận giữa các ứng viên và vấn đề Trung Quốc sẽ không được đưa ra một cách gay gắt như nhiều người vẫn hình dung. Trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Joe Biden, Trung Quốc không phải là vấn đề chiếm sóng